thưa quý vị những năm qua công tác xây dựng ấp khu phố văn hóa các địa phương trong thành phố tân an đã có nhiều mô hình hay cách làm sáng tạo từng bước cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân Nhờ sự nỗ lực của các cấp các ngành và người dân, phong trào xây dựng áp khu phố văn hóa tại thành phố Tân An đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến nay đã có 82 trên 82 áp khu phố đạt áp khu phố văn hóa năm 2023. Diện mạo các áp khu phố ngày càng khang trang, sạch đẹp. Phong trào xây dựng áp khu phố văn hóa ban đại nhiều hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng nếp sống văn hóa văn minh, nâng cao dân trí, tạo sự đoàn kết trong nhân dân. Do đó, thành phố Tân An đang đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, giúp mục tiêu xây dựng 100% áp khu phố đạt chuẩn văn hóa trong năm 2024.